tần 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 đã xong một chỗ chiêu hồi rồi. Xin thấy thế nào? Đẹp không? Ta ra chị định chiêu hồi Simiya ra thiệt luôn hả? Alo. Ủa thật mà, trời đất ơi, chị đã học hỏi rất nhiều từ trên mạng internet các kiểu, từ thầy sư gọi là phù thủy các kiểu, để chị tập chiêu hồi ra gọi Simiya ra, đó là người đầu tiên chị muốn chiêu hồi. Ha ha. Hay không? Nhưng mà chị nghĩ nó có hiệu quả không? Em nhìn nó cứ nghi ngờ sao sao á. Trời đất ơi, nghĩ sao nghi ngờ, mọi người thấy đẹp không? Đây, chỗ chiều hồi là như thế này à. Đó, Simi Yare màu đỏ thì chị sẽ chiều hồi thành màu đỏ. Đó, thấy đẹp không? Đó, vừa đẹp vừa sang trọng nữa. Mà mình quên, mình sẽ giới thiệu mọi người, đây là con bé mới của mình nha. Đây, bé sỏi nhỏ. Hello sỏi nhỏ nha. Ok, giới thiệu sỏi nhỏ, đây chính là bé bong bóng nhỏ của chị đây. Đó, gặp nhau đi, đó, tới đây gặp nhau này, tới đây gặp nhau. Trời ơi, ngại ngùng dễ sợ, trời ơi, ngại ngùng các kiểu nha. Trời ơi, con sỏi nhỏ mà nó ngại ngùng lắm mọi người, nên thôi nha. Mọi người thấy bé sỏi nhỏ của mình hay bé bong nhỏ của Sim ai vậy thương ơi, cũng đừng quên comment phía dưới sao biết nha. Và các bạn thấy hai bé đều dễ thương, cũng đừng quên comment phía dưới sao biết nha. Đó, trời ơi, dễ thương, dễ sợ. Rồi, quay trở lại vấn đề chính. Chúng ta cần phải triệu hồi Simi Yare búp bê. Chị muốn triệu hồi Simi Yare búp bê không? Ok. Nhưng mà chị có chắc không đúng công thức, vì em sợ là mình không chịu hồi mình bị biến vào thế giới Simi Yare á, bởi vì cái công thức này rất là dễ sai luôn á. Vì biết chị biết là nói dễ sai nên chị đã học tập rất là kỹ trong vòng một tuần rồi không? Đó chứ đâu phải học tập bay đâu. Được chưa? Bây giờ chị đem bước vào đây, dùng cái gậy này để biến vào, gọi là chị mình sẽ cùng chịu hồi con Simi Do. Đó. Hả? Đáng sợ chưa? Búp bê Simi Yare. Đúng rồi. Đó. Oh my god. Ok mọi người, nếu các bạn đoán xem, các bạn đã xem mình và Simi có thể tới được thế giới búp bê Do của Simi Yare không? Đừng quên comment vì vậy sao biết nha. Bạn nào đoán đúng mình sẽ like và tin, quên mình sẽ tin cho bạn đó nha. Rồi, cùng bắt đầu vào nghi lễ thôi nào Simi. Let's go. Rồi, vô nè, vô nè, vô nè, vô nè. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Trời ơi, Simi Yare đó. Bùm. Ủa trời ơi, đây trời. Trời ơi, bây giờ chị đã chịu hồi nhầm rồi, sao vậy? Sao nhìn chỗ này tôi cảm giác như là chị ta vào nhà của bà Granny dữ vậy ta? Trời, thế giới của Simi Yare rất là nhiều thế giới. Chắc chắn chị đã chịu hồi nhầm vào thế giới búp bê rồi, chứ không phải là chịu hồi Simi Yare nữa, trời ơi. Ai biết đâu, trời đất ơi, lần đầu tiên làm mà sao kỳ vậy ta? Tôi nhớ làm tuần lắm mà sao nó kỳ lần nhầm lẫn như thế này? Từ từ, bình tĩnh. Xoay! Sỏi ơi. Từ từ. Ủa sỏi đâu rồi? Sỏi ơi. Sỏi. Rồi ơi, em đâu rồi? Em bỏ chị mà đi vậy sỏi. Em đã biết lý do rồi, chắc chắn chị chịu hồi nhầm nên bé sỏi cũng không thể vào được đây đâu. Kì vậy sỏi, tại sao bé bóng bóng nhỏ đi được mà tôi không có bé sỏi nhỏ của tôi? Trời đất ơi, là trời bé sỏi của tôi. Sỏi ơi, đâu rồi? Sỏi. Ok. Bóng nhỏ em có thấy bé sỏi đâu không? Thôi bây giờ mình đi ra ngoài kiểm tra thử là bé sỏi đi lung tung sao? Ha, lỡ bé sỏi ngoài này sao? Ui ghê dữ vậy. Trời ơi, mà như giữ trường vậy. Trời đất ơi. Ủa sao có búp bê em đâu này nè? Thì đây là thế giới Simi Yare, phải có em chứ. Nhưng mà ai ngờ em chứ đứng đâu kia đâu. Chị biết bé sỏi mà... ơi. Chị đâu biết là có Simi trong này đâu. Ủa sỏi ơi, sỏi em đâu rồi sỏi? Bé sỏi nè. Đâu? Trời ơi, bé sỏi của tôi. Ủa cái gì vậy? Bị rớt tiếp rồi kìa. Bé sỏi kìa. Đây mà. Oh my god. Ôi trời ơi. Ôi Simi nè. Simi Yare đâu rồi nè? Đây là Simi Yare búp bê, búp bê nguyền rủa Simi Yare á. Trời ơi, vậy là chị chịu hồi đúng rồi. Trời đất ơi, nhìn cái mặt đó kìa. Trời ơi. Ôi! Nó chạy hả? Ôi Simi. Ôi, ôi hay quá Simi ơi. Hay quá. Chị làm cái gì vậy? Trời ơi, ghê, hồi đầu em ngầu cực kỳ luôn á Sim, em đánh nó rớt luôn á Sim. Trời ơi, đất ơi. Ôi, để qua đây qua. Đừng có chả bé đó. Ok, rồi, chị đừng chả bé. Ui. Bé bóng nhỏ em bị lạc. Oh my god, bóng nhỏ ơi. Rồi, bây giờ đi tìm chìa khóa nè. Bây giờ em muốn nhốt con Simi Yare này không? Chị biết cách nhốt á. Chị chơi nhiều map rồi. Đây, chị chỉ nè. Cách nào? Đây, Simi Yare rồi. Trời, nó trốn cho mày rồi. Trời, đất ơi, Simi ơi. Trốn rồi hả? Ra đây ơi, ra đây bạn ơi. Em nói chủ là Sim. Cái gì kỳ vậy?
coi bà trốn đấy là bà coi tụi mình có tìm tìm ra bà không á. Trời đất ơi, thôi kệ bà đây khổ ghê, chơi chúng tìm khổ ghê. Rồi bây giờ mình vào mình tìm từng khu nè. Đây là toilet nè. Có gì nghi ngờ không ta? Tắm ra xin. Đẹp quá. Ê, cái gương này sao không soi được mình nhỉ? Kỳ quá. Gương này. Ủa. Ủa. Có rương nè. Trời đất ơi, ghê. Cốt nè, cần mặt cốt nè. Ủa sao có mặt cốt ở đây? Ủa từ từ có mất thương. Ủa xem ai vậy này. Xem ai. Nhưng mà ôi để chị nhốt này nha, nhìn nha chị nha nhớ đi sau lưng chị nha, để chị dụ nó. Bà nhìn ai vậy? Em không biết bạn nhìn ai nha. Rồi em phải vào nhà đi, giờ đó nó nhìn em á. Vào nhà đi rồi dụ nó vào, ok rồi okay. Đóng cửa ra, ra ngoài nhanh ra ngoài đây có lại số nhà lồng nhầm mong nhỏ ngoài quá. Ok bây giờ tụi mình có thể gọi là tìm chìa khóa một cách gọi là thoải mái mọi người ạ. Đó trời ơi, các bạn đó mình chơi bận nghi thực sự, tụi mình cần nhốt con này lại mọi người, con này nó ghê lắm. Simenia đây không đùa được đâu. Đó ok, cốt là gì đây ta? Từ hình như đây có một bức thư nè Sim. Với người chơi bạn cần tìm mã cốt rìu và chìa khóa để thoát khỏi đây. Trời đất ơi, rìu mã cốt và chìa khóa đây nè. Trời đất ơi, bữa nay nó hiện đại vậy luôn. Trời đất ơi, tìm chìa khóa mà sao nó hiện đại dữ vậy mọi người. Mã cốt và chìa khóa và rìu gì đây, chơi quật thẻ luôn á. Ngoài ra bạn phá cửa xong bạn phải tìm 9 cái cần gạt. Trời đất ơi, cái gì mà dữ thần vậy. Đúng là Simi da rè đo cậu khác, đúng là gọi bậc bậc cấp hơn là gì ta, bà Granny nó còn gì ta, chỉ tìm cần gạt thôi. Còn Sim nè, tìm gì ta, mã cốt nè, rìu nè, chìa khóa nè. Đó, bây giờ tôi đã có mã code rồi nè. Bây giờ tôi quẹt đây đúng không ta? Thử coi nha. Đúng rồi. Đây. Ok. Quẹt. Xịt dữ vậy ta. Rồi bây giờ còn tìm cái rìu để mình mở cái này nè và tìm chìa khóa để chọc vào đây. Hay á. Bây giờ đi tìm đi Sim. Ok, tìm vào đây trước đi. Nhà bếp hả? Bếp nè. Đây có gì không? Bếp à? Wow, ấm quá. Trời. Đây, chìa khóa đây. Trời đất ơi, tôi nghi ngờ mà có chìa khóa đây, có chìa khóa. Trong này có gì không ta? Nướng nè. Có gì không? Đây có gì không? Ủa chị cần gạt đây, cần gạt nè. Hay quá. Em mình nó đây có nút luôn. Mấy cái cần gạt kìa, nó kiếm mấy cần gạt chưa? Chín cái cần gạt xem ạ. Ủa cái gì đây? Nó có bức thư, có bức thư nè. Ủa bức thư gì đây? Không có gì đâu. Trời đất ơi, trời. Simi ra đây đo này cũng vui, vui tỉnh quá, vui tỉnh dữ nha. Tôi sợ là cậu ấy cũng hay chôn em, nó chôn hoài luôn trời. Trời đất ơi, còn chôn tôi nữa trời. Để coi còn gì nữa không? À có cái nút nè. Đây, thấy chưa, nhanh chưa, còn cái nút nè trong này. Bật ra, vào, đó. Ê, có cái kéo nè. Kéo làm gì ta, cắt tóc hả? Trời, gì vậy? Sao kéo cắt, bây giờ mình kiểm tra xung quanh tự có cái gì cần cắt không? Lên đây thật ơi. Như tôi nhớ có cần cắt gì kìa. Trên cái con lông cừu. Đây bên này rồi, bên này. Bên này. Ủa hình như bên này mình chưa vào mà ta, đúng không? Từ. Ui, hình như chưa vào. Từ vào đây đã. Ui. Trời đất ơi. Tôi chạy kiểu gì vậy trời? Xin mới vào thôi. Đi thẳng thôi, không cần ấy đâu. Đâu, đi thẳng thôi hả? Bên kia. Rồi ok, rồi ok. Trời đất ơi, rương hả? Tức dễ sợ, mấy bức thư này chắc chắn là của Simia ra rồi. Tôi sẽ không đọc đâu mọi người, tôi biết mà. Đây có cái nút nè. Đây. Cùi cái chest luôn. Ủa sao có cái nút vậy? Trời, để tôi tìm kỹ coi lỡ có cái. À đây. Có cần gạt này Sim ơi, thấy chưa? Đâu mà lừa được chị. Mong máu nhỏ của em nó bị rơi xuống dưới đất rồi trời đó. Rồi tí lên được mà, bông bóng nhỏ chị cũng mới rớt xong gì. Ok coi đây. Mình rồi học theo bông bóng nhỏ các bạn ơi, mình rất là bông bóng nhỏ rất theo luôn của mình coi. Rồi ok. Coi đây. Rồi đây. Vâng ơi, mở ra, đây là cái kéo thần kỳ mọi người ạ. Bùm, đó, thấy chưa? Trời đất ơi, dưới này có gì đây? Gì đó trời? Trời. Chuồng gà đấy hả? Sao nó có nhiều máu me vậy? Trời, chắc Sibia đây ăn hơi bị nhiều gà ấy nha, sao máu gà đi. Ủa, có rương nè, mới thấy rương rồi nè. Từ. Cách sao? Trời đất ơi, giờ chơi mò đường nãy hả? Ở đây. Trời đất ơi, đây, có chìa khóa liền, bên này có gì nữa không? Tôi cũng thấy có cái rương đây nè. Rồi xong bức thư. Sao da rè của em thích đọc thư vậy Sim? Thích gửi thư tâm tình dữ vậy? Mấy cái thư cũng hi đồ chó, cái gửi hi cậu đồ ngốc, các kiểu vậy. Bên này có. Ui, ok. Qua đây. Rồi. Ủa cái rìu đâu ta? Hồi chị chưa tìm được cái rìu nhỉ? Buồn ghê. Đây, có cái đường. Đây, 5 cần gạt rồi, trời ơi, dễ dữ vậy ta. Sao gì Superman vậy? Trời ơi.
Trời đó, cái lỗ tôi không thấy đường luôn á trời. Tôi rớt xuống từ tầng 3 xuống tầng 1 luôn mọi người. Trời đất ơi thôi. Chị. Ô thôi em gọi em lên cái chỗ đó em gọi em lấy con gà cái xem. Có rồi. Đi xuống đây chị tìm coi có gì không? Cái gì đặc biệt không? Trời đất ơi trời, làm gì quá đáng dễ sợ. Rồi cái bụi cỏ gì đây trời, sao nhiều bụi cỏ dữ vậy? Ê chắc bụi cỏ đây có gì không? Để coi thử coi. Coi. Ui, chắc thử coi. Ui chết. Ủa? Xem. Nhìn nè. Xuyên tường. Oh, hay dữ vậy. Oh my god, cây rìu đây. Trời ơi trời, Sim điều nè Sim. Yeah. Để làm gì? Đây. Ủa, em quăng cho chị nhá. Ủa có chìa khóa gì? Không, đại lộ đây là cái cờ gạt nhà mình rồi. Có cái từng có chìa khóa rồi đây. Bật rồi chị nhìn nè, nhìn nè. Bật nè đó. Bây giờ chỉ còn cái chìa khóa thôi. Trời đất ơi, dễ quá. Bây giờ mình chỉ còn tìm thêm 9 cần gạt nữa. À quên, 6 cái nữa, 7 8 9 3 cái cần gạt nữa và một cái chìa khóa này là mình có thể thoát khỏi đây mọi người ơi. Trời đất ơi, dễ quá trời. Rồi ok. Bây giờ tìm gì nữa không ta? Còn chỗ nào mình chưa tìm không? Cứ kiếm thử coi. Mấy cái lá này lá gì không ta? Ui trời. Cái gì vậy? Ui. Chỗ là búp bê đây nè. Đây là tượng, đây là búp bê Sibika Ren nè. Trời búp bê nguyền rũ á. Trời ơi, con đây em là Sim. Ủa, cái gì vậy? Chị thương chưa? Trời ơi, chị biết rồi, Simiya Ren cực kỳ thương em luôn nè. Trời ơi, đặt đầy búp bê luôn nè. Nè, Simiya Ren Pikachu nè, Simi nè, Simi lúc mà đi pha tinh tinh nè. Đó, bé mưa nè, trời đất ơi. Công nhận một điều là Simiya Ren cực kỳ thương Simi nha mọi người. Cực kỳ thương luôn, mình công nhận điều này luôn á, nhìn nè. Nguyên công phòng là biết là Simi thích em lắm nè. Em nghĩ vậy. Ủa cái gì mà hai cần gạt luôn vậy? Rồi điều làm có thật ở Việt Nam nha Sim. Ở đây bên Sim, Sim. Nhìn cái đường nè, hai cần gạt cùng một lúc. Oh my god, ghê vậy. Cái gì ghê vậy? Ồ bây giờ chỉ cần thêm một cái cần gạt là chị thắng rồi nè Sim. Ôi vậy? Cái chìa khóa hay sao? Quan trọng mới cần cô chìa khóa đâu mọi người ạ. Đó đó là vấn đề quan trọng. Đó cần rất là thiết yếu mọi người ạ. Để xem nè, coi trong này có gì nữa không? Tôi cảm thấy căn phòng này nó lạ lẫm lắm mọi người. Nó không bình thường. Qua trong toilet con. Để kiểm tra kỹ thử coi. Đúng rồi, qua có xuyên tường gì không nè. Xuyên tường gì không nè. Từ. Đây, trời đất ơi, nó giấu cái rương dưới này nè. Đây, rồi, chính cái rồi. Ok. Trời, trong hóc toilet luôn. Trời, nó hóc luôn này, tôi thấy nghi nghi mọi người. Đó, rồi, xong bây giờ tìm cái chìa khóa này mệt nè. Cái chìa khóa vàng này nè. Vàng bạc kim cương châu báu, tôi không biết chìa khóa này màu gì mà thường thường á. Sam biết là chìa khóa nó sẽ luôn màu vàng mọi người ạ. Đó nên Sam cứ đoán vậy. Rồi, chắc luôn. Rồi, ok, chìa khóa vàng. Đây, chai này hình như mình chưa kiếm rồi Sim, đúng không? Chưa okay, lên. Đúng đây. Rồi. Ôi xin lỗi. Chết luôn. Rồi. Trời đất ơi, mặt Sim ra đây nè. Khổ ghê nhìn rồi. Cho tôi ra. Không cho đâu. Đuổi tôi rồi. Đây tôi lên coi, tôi lên. Đây, lên. Rồi. Trời đất ơi. Tại ra Simi cũng ít có ác nhờ, siêu gọi là siêu tập đầu nè, Creeper nè, trời ơi, Skeleton nè, Zombie nè, cũng tốt dữ. Ủa? Có gì cần gạt ta? Có gì cần gạt? Ủa cần gạt cái phải là chìa khóa Sim ơi, xuống đây hết rồi. Chìa khóa là một chỗ khác nữa. Chìa khóa chỗ khác hả? Chị thử quay, hình như một chỗ nó có hai cái chìa khóa Sim. Tại vì chỗ này là chỗ toilet là chị đi tìm được hai chìa khóa là chắc chắn mỗi chỗ cái cũng có hai chìa khóa. Để chị thử coi. Check thử qua, check lại coi. Check mấy cái phòng. Đây cái phòng mà chị check. Cái phòng mà chị bị té chị check đúng không ta? Chị check. Đây cái phòng mà chị té nè. Này. Chị trở lại cái phòng chị té. Chị nghi cái cụ té đó có điểm gì? Cụ té đó có điểm không phải là bình thường đâu. Tao xem coi. Có điểm không? Cái gì không? Có điểm hả? Gì? Ủa, cái này lấy rồi, tự chưa lấy. Vậy vậy xem trời đất ơi, chờ để chưa coi. Em chưa có thấy. Ôi! Ê đi. Ủa? Trời ơi, tôi vừa thử ra tôi ngất lên đầu quá, có gì không? Ủa, trời ơi, sao lên? Ủa sao lên? Trời ơi, đây để chị bay cho em xem nè. Nè. Chị. Wow! Ủa được. Trời ơi, Sim nó đánh tôi kìa. Trời nó đánh tôi một phát, tôi gãy xương sườn luôn nè mọi người ơi. Từ gọi là 45 máu, 45 thanh thức ăn. Trời ơi, ăn đã. Trời ơi, Sim đánh mạnh dữ vậy Sim. Đánh bay bụng tôi mà. Chị nhập cho em đánh cái chị bay lên xíu, ai ngờ chị mất xương sống luôn. Trời ơi, bay mà đập mặt vào tường luôn đi Sim. Trời ơi, đây mọi người ơi, mọi người thấy gì không? Chìa khóa, mọi người ơi, mừng quá. Trời ơi, tự nhiên ngược mặt lên trời cái thấy cái chìa khóa đó mọi người ơi, trời ơi, mừng quá. Hay giờ cái củ tẻ đó có liên quan đó Sim. Đó. Rồi bây giờ, bây giờ mở cái chìa khóa nè, trời ơi, hồi hộp có mọi người hộp quá. Ok, mở rồi, yeah. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng mở cửa nha. Đó, mở cửa nè, rồi, gạt xuống nè, đó, xuống, vào đây.
Vào đây, muốn gì vậy? Why did you leave me? I just wanna have a friend. Tại sao cậu lại rời xa tôi? Tôi muốn có những người bạn. Not. What? Gì đây? Không phải. Cậu định giết tớ và tớ phải đi. Ok, ở một cái nào đó tớ sẽ giết cậu. Ok. À, đây là cách mà Simiare gọi là thần thể hiện tình cảm đúng không Sim? Chị thấy cũng vậy á Sim. Ủa đâu rồi? Quay đây rồi. Em không biết nữa nhưng mà em nhớ rồi. Nhúng nhìn đây Sim, nhúng nhìn đi. Ra được mà. Ủa đâu rồi? I can. Chị sao? Bây giờ chị hãy thoát khỏi ngôi nhà này, em sẽ thoát cùng. Bây giờ em bị bắt gặp trong cái phòng lập rồi. Sao ơi? Thôi em ngôi nhà. Bây giờ em thử nhúng nhìn đây chị. Em thử nhúng nhìn đi. Tại vì lúc đó chị cũng nhúng nhìn được mà. Thử đi, thử đi, thử đi. Nhúng nhích rồi, em bị nhốt trong vòng lập rồi sao? Sao hãy thẳng nó ra đi, cố lên. Trời đất ơi, cái giọng của con Sim cũng bị giật giật luôn mọi người ơi. Trời đất ơi, sợ dữ dễ sợ. Ok. Simi bị tha hóa rồi mọi người, ok, mở nè. Thẳng chưa? Đủ cân gạt không vậy? Tí nữa mà thiếu một cái cân gạt chắc tôi chết luôn mọi người. Đừng có thiếu nha. Em đang thấy chị đi nè, cố lên sao? Ủa đủ